Việt Nam tôi đây 4.000 năm văn hiến, Việt Nam tôi đây bao gấm vóc núi sông, Việt Nam tôi đây luôn vững tiến thành công, Việt Nam ngày nay đã sánh bước năm châu. Tắm xong rồi à, bây giờ là chúng tôi đã nghỉ một lúc và bây giờ là 6 giờ rưỡi chiều. Anh em chúng tôi sẽ ăn tối ở đây. Bây giờ mình sẽ ghi nhận cái cảnh ở khu căng tin này để cho các bạn quý vị khán giả cũng được biết nhá. Đây, khung cảnh của khu căng tin nằm ở trên đỉnh đồi. Đấy. Rất nhiều những cái ngôi nhà nhỏ ở đây. Đây nhà ăn, nhà ăn ở trên sàn cao. À. Thời tiết này mát mẻ lắm. Đây khu nhà ăn. Thích nhất là có cái view ở đây như thế này. Xem cảnh quan này đẹp không? Đâu mình xem ở đây là những món ăn thực đơn đặc sản ở đây như gồm như thế nào đây. Đây anh Đồng Mạnh Hùng là đã chuẩn bị đến mấy chai đây, đây có 3 chai hai đầu. Đang chờ mấy anh bạn ở dưới Samurai. Samurai hả? Samurai. À, Game of Thrones đây nè. À. Rồi. Khu nhà nhà ăn cũng rất là rộng. Và đây nhìn ra cái view quá đẹp quý vị. Đây nè. Đồ dân tộc. Mấy món này là cũng chưa từng ăn đây nè. Chưa. Tôi chưa bao giờ ăn cái món lợn băm hấp ma chú này. Cứ bình tĩnh, cứ bình tĩnh. Gà. Để cháu lên. Cá. Mụ đã đang chặt. Cá suối. Cá suối. Ớt nhá, xin ớt nhá. Đũa. Đũa. Đây đây là cảnh. À lên mỗi thứ một đĩa thôi à? Một đĩa đây là. Ừ. Được, thế thì lấy nhiều món vào. Lấy nhiều món vào. Cao cao, cao cao. Tôm bay, tôm bay. Cái món kia là cái món gì vậy? Thịt lợn nướng phát. Biết rồi, nhưng mà nó còn là cái tiếng tiếng Thái, tiếng món gì? Tiếng Thái là gì? Cháu không biết cháu. Vì các người ăn tôm bay đây, họ làm cái món này là món cao cao. Cao cao rang nè. Cao cao rang nè. Tôm bay gọi là tôm bay. Cao cao rang đó. Này chén hùng có chưa? Tôm bay. Rồi cái món này đây, đây, bên này rót rồi. Lợn băm hấp lá chuối nè. Ờ. Rất là đặc biệt mình nha.
rồi gà đây là gà đùi rồi và là cá suối nè, ra phía Tây Bắc là phải ăn các món người dân tộc ở đây đây cũng vui và uống rượu rồi ta nâng ly đi nha, nâng ly cái đó rồi là tiếp tục chúc sức khỏe nha. Bây giờ tha hồi nha. Bây giờ là bây giờ còn đừng có nói gì hồi trưa là người ta nhịn nha, giờ này đừng kiếm chuyện giờ này nha. Đây nè, cái chú này chú nói đúng cái tên của cái này nè. Nó cái món này là món này nè. Để em ra em nói cái tên của cái món này nghe nó mới hay. Em ơi em nói giùm anh cái món này là món gọi là tên gì? Tiếng Thái mình là tên gì? Đây đây đây. Lá pầm pầm mà. Lá pầm pầm là lá chuối à? Vâng vâng. À cho là em nói xin mày bằng chanh hả? Vâng. Em nói là cái món này là thịt lợn không phải chia với lá chuối và pầm pầm hả? Vâng ạ. À, pầm băng. À, cái món này là pầm băng. Rồi. Cào chiên này đó. Anh gắp nguyên một con. Cào chiên. Một đống rồi đâu, mình thấy một con đấy. Quay cho nó rõ tận cảnh. Đấy. Đúng như cào đấy. Đấy. Một con nữa không? Đấy một con này. Giữa vào ống kính. Một con cào. Chắc không? Không nhỏ mà để mấy chén nước ai. Đấy sao bên này? Bỏ mình ăn cào nha. Ai uống bia thì uống. Bia đi. Cho là uống bia ba đây. Cái cà phê ta. Canh cải người dân tộc thì làm đồ ăn nóng rau cải đó là bánh dày chiên nè, làm với lại thịt hun khói rồi, cá suối khói, xào gà đồi cá suối gà đồi canh đồ gì nhiều lắm chắc cái này sâu hết được ta cao còn cái rau này chắc là rau dớn này rau dớn trộn nộm rau dớn chắc chắn là ông Hùng chưa ăn. Chưa ăn. Hùng lớn Hùng nhỏ chưa ăn đâu. Ăn nhiều rồi. Ăn chưa? Rau dớn à. Cũng làm cái bằng thì thiếu gì dớn chưa cũng nhiều. Còn đây là chia nhỏ ấy. Bánh dày chiên. Đấy, em cho vào cái đĩa vào cho nên. Có đĩa ngoài. Đây là những món đặc sản. Những món đặc sản ở đây. Đây là nhiều món lạ đấy, cái món này chắc là thằng bạn nó học phải giới thiệu chứ. Mình đây là món chè. Đây là những cái món giám đốc bán hàng của Lico tại Việt Nam này. Đấy có hai nhà máy, một nhà máy Bình Dương và nhà máy Hưng Yên. Rồi hướng dẫn cho anh vào đi nha. Đây là bể bơi. Các đoàn đi đến từ thấy lúa đẹp chưa? Đúng không? Đấy, vẫn còn giữ được cái lúa này. Đây là hai cái bể bơi nhỏ. Anh mới làm đây. Và cái này là nước khoáng tự nhiên, cho nên là cứ khoảng 2-3 ngày là anh phải tháo nước ra hết. Để anh làm cho nó lọc thôi là nó bị tảo á, anh heo. Nó mọc nè. Đây mới là bể bơi chính đây. Rồi đây nước này mới nóng này. Nước ấm nữa cơ.
ấm và bên bên kia nóng hơn. Ừ. Đó bên kia nóng. À, Cương à. Thôi rồi rồi. Đấy, chú em tôi. Ông chủ đấy à? Ông chủ đấy. Dân tộc để yêu thương tổ quốc của tôi, dân tộc của tôi là Việt Nam mến yêu, dẫu có đi xa luôn mong ngày về.